Cũng trong sáng nay, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội khóa 15 do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chính sách pháp luật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch thời gian qua. Đặc biệt, thành phố đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa xã hội. Chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được triển khai bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Văn hóa được quan tâm, có sự gắn kết để phát triển du lịch. Công tác phục hồi, bảo tồn các di tích lịch sử được chú trọng. Lĩnh vực du lịch phục hồi tích cực và phát triển khởi sắc kể từ cuối quý 1 năm 2022. Việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai cũng được chú trọng, nhất là công tác quản lý nhà, đất liên quan đến tôn giáo. Qua một số hạn chế trong việc thực hiện chính sách pháp luật trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch trên địa bàn thành phố thời gian qua, được các đại biểu Ủy ban Văn hóa Giáo dục chỉ ra, thành phố Đà Nẵng cũng nêu những khó khăn vướng mắc trên từng lĩnh vực cụ thể như tình trạng thiếu giáo viên, tỷ lệ học sinh trên lớp ở một số cơ sở giáo dục còn cao, thiếu nguồn nhân lực phát triển văn hóa, các chế độ chính sách còn chồng chéo, dẫn đến các chính sách huy động nguồn lực đầu tư cho văn hóa thể thao chưa thực sự hiệu quả, thiếu cơ chế để thu hút đầu tư trong hoạt động du lịch. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của các thành viên đoàn khảo sát đối với thành phố, đồng thời làm rõ thêm những nội dung mà đoàn khảo sát quan tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng luôn dành sự quan tâm và nguồn lực to lớn trong việc phát triển giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, đơn cử như việc khó đảm bảo thực hiện đa mục tiêu, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục, vừa tinh giản biên chế, để giáo viên dạy liên môn ở bậc trung học cơ sở. Tôi khẳng định một điều là hiện nay là cái vấn đề dạy liên môn, xếp lớp, môn tự chọn này là dựa vào cái điều kiện nhà trường là chính, chứ không phải xuất phát từ nhiều từ phía nhu cầu của học sinh. Mục tiêu của chúng ta là hướng đến nhu cầu học sinh, nhưng thực tế điều kiện cơ sở vật chất ta chưa làm được điều đó. Đang tới đây là dân giảm biên chế, dùng ngân sách của thành phố để mà có thể hợp đồng giáo viên, để đảm bảo là phục vụ công tác giảng dạy. Khi một giáo viên mà ta tuyển họ lại biên chế thì tâm lý này nọ vân vân ổn. Còn khi mà hợp đồng là từng năm, cho nên cái tâm lý của họ không thoải mái. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ đoàn khảo sát của Quốc hội để việc thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực được khảo sát đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực thuộc nội dung khảo sát. Để chúng tôi được nghe tức là tình hình của các cái lĩnh vực diễn ra ở trên địa bàn địa phương để xem là cái thực trạng như thế nào, có những cái thuận lợi gì, có những cái khó khăn vướng mắc gì cần phải tháo gỡ. Thì với trách nhiệm là của ủy ban thì chúng tôi cũng sẽ có ý kiến với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Chính phủ. Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội ghi nhận tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng đề xuất của thành phố, đồng thời mong muốn thành phố tiếp tục có nhiều giải pháp hiệu quả, phát huy nội lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phát triển các lĩnh vực trong thời gian tới.